Không tiếp đón nồng nhiệt khi ca sĩ Lê Bảo Bình sang tận Angola, team châu Phi của Quang Linh còn sẵn sàng dùng hết tài sản đang có để giúp đối phương PR bài mới. Cụ thể trên livestream, anh rể Quang Linh cho biết sau khi thống nhất, team quyết định dùng toàn bộ hệ thống kênh TikTok mà nhóm đang sở hữu để quảng bá ca khúc mới của Lê Bảo Bình. Mai tất cả kênh của anh em trong team sẽ phun nhạc của anh Lê Bảo Bình, bài hát mới vừa ra mắt luôn. Demo bài hát anh em châu Phi đều được nghe trước, thật sự là đẳng cấp, Nam Hoàng nói. Chia sẻ của team châu Phi khiến dân tình xúc động. Ai cũng vui mừng khi team tìm được thêm một người bạn tốt, cùng hỗ trợ nhau phát triển. Lê Bảo Bình sinh ngày 30 tháng 1 năm 1990, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là một trong những ca sĩ triệu view nổi lên từ mạng xã hội. Lê Bảo Bình xuất phát điểm là giọng ca nhạc chế, vốn dĩ giọng hát và cách hát của anh không được giới chuyên môn đánh giá cao về kỹ thuật. Song, điều bất ngờ là màu giọng hơi xến, cách luyến láy, ngắt nhịp đặc trưng lại rất hợp những bản tình buồn, bi lụy. Kể từ sau khi thực sự nổi tiếng với hit Bước Qua Đời Nhau 2019, Lê Bảo Bình vẫn một mình kiên định trên con đường riêng, đi ngược lại sự tiến bộ của phần đông ca sĩ V-pop. Lê Bảo Bình từng chia sẻ, dù yêu âm nhạc từ nhỏ nhưng sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn khiến anh không có điều kiện theo học các trường thanh nhạc. Vì vậy, khi còn trẻ, Lê Bảo Bình đã đi làm một số công việc không liên quan khác trước khi nổi lên với vai trò ca sĩ. Theo Lê Bảo Bình, trong khoảng thời gian thất nghiệp, anh đã tập tành sáng tác nhưng không hát. Chính vì hoàn cảnh xa nhà, những người thân lại thích dòng nhạc trữ tình nên anh đã viết ra ca khúc Nhớ Gia Đình. Sau đó, anh tự thu âm bằng điện thoại rồi đăng lên Facebook, không ngờ nhận được sự ủng hộ lớn từ cư dân mạng. Vì thế dù không thể mài giũa kỹ năng ở các trường lớp chính thống, nhưng nhờ tài năng và kiên trì cùng sự mài giũa trực tiếp của trường đời, Lê Bảo Bình vẫn nổi lên như một ngôi sao nhạc chế. Các bài hát của Lê Bảo Bình với ca từ gần gũi chân thật vùng với giọng ca truyền cảm các bài hát khiến mọi người yêu mến như Nhớ Gia Đình, Bố Mẹ Khỏe Không, Gia Đình Là Động Lực Để Sống, Cuộc Sống Xa Nhà. Dù được khán giả biết đến và yêu quý qua dòng nhạc quê hương, nhưng Lê Bảo Bình lại gặt hái được nhiều thành công hơn khi chuyển hướng sang dòng nhạc trẻ. Yêu Vội Vàng là sáng tác đầu tiên của nam ca sĩ ở dòng nhạc này và được cộng đồng mạng ủng hộ. Sau đó, Hỏi Thăm Nhau cũng thành công không kém. Tiếp đến, Cuộc Vui Cô Đơn, Để Cho Em Khóc, Quay Lưng Về Nhau cũng được khán giả yêu thích, giúp anh hút về triệu đến chục triệu views cho mỗi MV. Năm 2010, Lê Bảo Bình lấy vợ kém 2 tuổi và có một gái, một trai. Tuy nhiên, Lê Bảo Bình rất hiếm khi nói về gia đình riêng, vì vậy mọi thông tin về gia đình anh đều là những ẩn số. Tuy nhiên, năm 2020, Lê Bảo Bình dính vào nghi án hai vợ chồng vay nợ 8 tỷ đồng, anh mới chính thức lên tiếng về gia đình mình. Theo Lê Bảo Bình, anh bất ngờ khi bị tố mượn tiền rồi không trả bởi một tài khoản Facebook mà mình không hề biết là ai. Tôi rất bất ngờ khi có một tài khoản lạ tố mình vay tiền, lại là số tiền lớn như vậy. Tôi khẳng định mình không quen ai và cũng không vay ai với tên tuổi như thế. Anh cũng cho biết người tố anh chia sẻ hình ảnh của anh và vợ nhưng hiện tại cả hai đã ly hôn. Vợ cũ của anh cũng đã có cuộc sống riêng, vì vậy chia sẻ hình ảnh khi chưa được sự cho phép là vi phạm pháp luật.